Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 18 sở ngành, 8 đơn vị cấp huyện và 82 đơn vị cấp xã đã cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4 trên môi trường mạng, đạt tỷ lệ 97%, trong đó mức độ 3 có 352 thủ tục, mức độ 4 1.497 thủ tục. Người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng thực hiện các thao tác nộp hồ sơ trên không gian mạng đến các cơ quan chức năng qua cổng dịch vụ công của Bà Rịa Vũng Tàu và cổng dịch vụ công quốc gia. Ông Đỗ Hữu Hiền, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, thời gian qua, tỉnh đã nỗ lực quyết liệt xây dựng và phát triển chính quyền điện tử gắn với cải cách hành chính. Năm 2021-2022 được xem là năm có nhiều đột phá nhất trong hành trình chuyển đổi số của tỉnh với sự nỗ lực vào cuộc của chính quyền, sự hưởng ứng của người dân và doanh nghiệp. Đến nay, 100% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp ở mức độ 4. Tại các trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh và các địa phương, thông tin thủ tục hành chính được công khai, minh bạch, giúp người dân, doanh nghiệp tương tác với chính quyền thuận tiện. Ông Nguyễn Quang Hải, người dân ở xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, chia sẻ. Ra xã xác nhận rồi bắt đầu họ đưa cái giấy mình lên đây mình làm, thì cái máy bốc số rồi ngồi chờ kêu tên rồi mình lên đến đó. Không có trục trặc gì cả, vô là nhận hồ sơ của mình là rồi đó. Trục trặc là ngay cái lúc mình muốn làm bây giờ này, điền thiếu thông tin đó rồi trục trặc bây giờ khi họ đã nhận hồ sơ rồi giao biên lai như biên nhận của mình rồi là không trục trặc, thủ tục xong rồi có chứ hàng.